Đấy gọi là ghi game. Bài hôm nay tiếp tục. Các bạn ghi này, vẫn là tiếp tục hôm trước cái phần chủ đề số 3. Vấn đề số 3 là về các hàm ẩn thức đáng nhớ nhé. Các hàm ẩn thức đáng nhớ. Thì hôm nay mình học là học buổi số 2 của nó thôi. Buổi số 2 là hàm ẩn thức rồi. Thì hôm nay thầy hiện tại thì chưa đi lên thêm lý thuyết, và thầy sẽ nói tiếp về bài tập của hôm trước. Trước chúng ta đã làm được bài tập số 2 rồi, là khai triển hàm ẩn thức rồi. Thấy chưa? Trước này là tập số 2 rồi. Bây giờ thầy sang bài tập tiếp theo. Bài tập số 3. Thầy viết các biểu thức sau. Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu nha. Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu. Bình phương một tổng hoặc một hiệu. Đó, ghi yêu cầu đề bài vào. Câu A thì cho biểu thức như sau này. Ghi x bình cộng 2x cộng 1. X bình cộng 2x cộng 1. Nào các bạn quan sát ở đây nhá, nhìn thật kỹ ở đây này. Nào tất cả cùng nhìn vào đây. Hoàng Anh quan sát đây chưa? Nào các bạn nhìn đây thì mới nắm được bài này. Hôm trước ta học hàm ẩn thức rồi. Đấy, giờ thầy hỏi các bạn nhá, hỏi hỏi lại lý thuyết tí với này. A cộng B mà tất cả bình thì bằng gì nào? Bạn đọc cho thầy. Đấy, Trần Đức Anh đọc cho thầy. Thầy là hai bình phương. Đâu đâu đâu. Tự dưng cái gì đấy? À cộng A bình phương. Ờ. A bình phương cộng với là 2 nhân A nhân B. Ờ 2AB nhá. Gì nữa? Cộng với là B bình phương. Ok, tí nữa phải chấp phạt. Đọc tiếp cái này, bạn khác nào. A trừ B tất cả bình bằng gì nào? Hưng. Rồi là A bình phương Ừ. trừ trừ Nhận. 2AB ạ. Rồi. Tiếp. Cộng B mua lại. Rồi. À, thức nữa hôm trước học là gì nhỉ? Ngô Đức. Số 3 là gì? Là A bình phương. Ừ. Tiếp. A bình phương. Giờ lại gì? Không à? Ôi không thuộc bài rồi, hỏi bạn khác, chép phạt. Hỏi Ơ bạn khác, không được, chậm trễ là chậm, nó không thuộc bài. Lê Đức Anh đọc tiếp. Cái gì? Lê Đức Anh đọc có thể nào. Cái số 3 là gì? B mua 2 ạ. Từ B mũ 2 bằng gì? Bằng A chữ B. Gì nữa? A cộng B ạ. Nhân nhân hay cộng hay gì? Ở giữa đây này. Nhân ạ. Nhân ạ. Đọc luôn thằng thức mà em còn phải nghĩ như vậy thì làm sao mà em làm được bài hả? Trước đã cho chép 10 lần rồi mà các bạn không học thuộc thì làm sao được. Rồi nhá, Đức Anh, à, Minh Đức, Ngô Đức đợi cuối giờ thì biết. Bạn khác rút kinh nghiệm nhá. Nào nhìn thấy phân tích này, x bình cộng 2 cộng 1 viết như sau này. X bình nhìn trong đây này. Cái này là muốn viết dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu. Bạn tắt tắt mic đi nhá. Bình phương của một tổng hoặc một hiệu ấy thì ta nhìn thấy sau này ở trong cái dạng hai cái này này. Hai con này này, luôn luôn có hai, có bình phương của số thứ nhất này, bình phương số thứ hai này. Thấy chưa? Cái này là chắc chắn xuất hiện này.
Nó chỉ khác nhau ở cái phần hai lần tích này này thôi này. Thấy không? Chỉ khác nhau chỗ hai lần tích này, một thằng là cộng, thằng là trừ. Cái nhìn này phân tích này nhá. Ở đây toàn dấu cộng. Nhìn này, ở đây toàn dấu cộng. Thì nó giống cái nào ở chỗ đây? Giống cái thứ nhất hay cái thứ hai? Ai biết giơ tay? Ở đây thấy toàn dấu cộng và giống cái này hay cái này? Nào, Lê Đức. Cái thứ nhất thôi ạ. Đúng rồi, cái thứ nhất, cái thứ hai nó phải có một dấu trừ, đúng không nhỉ? Đấy, đôi khi nhá, họ có thể đảo chỗ lung tung. Thì mình nhớ là cái này là có hai cái dấu cộng, một dấu trừ. Cái này thì gì? Cộng hết. Thế cộng hết thì bắt buộc phải giơ cái đầu tiên. Chuẩn chưa Hưng? Hưng đồng ý không? Rồi, ok. Giờ đi tiếp này, bây giờ phân tích này, bây giờ phải có hai cái bình phương. Hai cái bình phương thì x bình là một cái rồi. Đồng ý không? X bình chính là một trong hai cái a bình b bình này rồi. Cái nào được một cái nhé. Thế hỏi nhé, trong hai x với một thì thằng nào là cái bình phương còn lại? Đố biết. Ai biết giơ tay. Trong hai x với một thì thằng nào là cái b bình còn lại? Trọng. Không phải là một ạ. Ờ, một là mấy bình em? Hai bình ạ. Một là một là hai bình. Một là b bình ạ. Ừ, một là b bình, nhưng ý là một là số mấy bình lên đấy. Đúng một ạ. Rồi ok, vậy một là một bình thì viết ở cuối này nhá, được không? Đấy thì viết đây a bình b bình rồi. Thế giờ 2x thì viết như sau, 2 nhân a thì a đây có phải là x không? 2 nhân a nhân b cộng b bình. Nào nhìn lại nhá, x bình đây rồi này, 2 nhân x nhân 1 có phải là 2x không? Đây mình hình dung nhá, cái chữ x của mình là vai trò là a. Cái số 1 vai trò là b, thì đây nó đang là a bình này, đây là b bình này. Đây là gì đây? Có phải là 2 nhân a nhân b không? Thấy không? Đó, đây này này, đó. Cộng vào đây. Vậy thì chốt lại kết quả của ta ra là gì ở đây nào? Kết quả ở đây ra là gì đây? Đấy, kết quả mình chỗ này sẽ ra là gì? Ánh ơi, ra gì ở đây con? Alo, Ánh đâu rồi? Dạ, ra là nó phải là a cộng b tất cả bình phải không? Thế vậy dạ. Đây a là gì? A là x ạ. Ừ, đây b là gì? B là 1 ạ. Ờ, thế vậy bằng gì nào? Là bằng a cộng b. Thì em thay thẳng cái trong bài này này. Vừa bảo a là x, b là 1 thì vẫn không đọc được. Đó đây. Nó là cái chiều ngược lại từ bên này qua bên này này. Nó là chiều ngược lại từ bên phải qua bên trái ấy. Là x cộng 1 à? Ừ, x tất cộng 1 tất cả bình, chính xác. Rồi, đấy. Nhớ nhá, ở đây mình sẽ thành x cộng 1 tất cả bình. Được chưa? Thử con khác. Nào, thử con khác này. Câu B rồi. Thầy như sau. Thầy cho các bạn x bình cộng 4x cộng 4 bằng x bình cộng 4x cộng 4. Nào, hỏi nhá. Theo bạn cái này là hằng thức số 1 hay số 2? Nào, cái này số 1 hay số 2? Phạm Thảo. Em có hỏi là số 1 ạ. Ờ, tại sao em bảo nó là số 1? Bởi nó có hai tổng. Tại vì nó gì? Nó là dấu cộng hết. Nó có. Đúng không? Tại vì có dấu cộng hết nên là thầy, nên là em sẽ dùng hằng thức số 1. Rồi, ok. Tiếp tục này, Phạm Đức Anh đâu nhỉ? Hai phương bật cao như thế nào, tất cả các bạn bật cao lên. Đây ạ. Bật hết cam lên. Ngọc Minh bật cam lên em. Học là phải có camera bật lên chứ. Tranh thủ lên. Thầy nhắc lần nữa là thầy cho ra khỏi lớp ấy. Đấy các bạn, mình thể hiện cái ý thức nghiêm túc của mình. Rồi, thế thầy hỏi tiếp này. Cái đầu bình, đầu cái x bình thì chắc chắn là một cái bình phương rồi. Thế thầy hỏi các bạn nhé, cái bình phương nữa là cái nào?
cái bình phương nữa là cái nào đó biết. Đâu, đây một cái bình phương rồi này. Cái bình phương nữa đâu? Ngô Đức. Bật mic trả lời. Dạ. Cái bình phương nữa là cái nào em? Là cái 4 ạ. Ờ, 4 là mấy bình vậy? 22 bình. Ờ, 4 là 2 bình. Cứ thế cái đầu bình này, cái sau bình thì viết xuống cuối nhá. Vâng. Đấy. Thế vậy thì theo theo lý thuyết. Như vậy theo lý thuyết thì A đây là gì ở Đức? X bình. Không phải A cơ mà. A không, A là cái bên trong cái bình này này, A là X. Đúng không? Vâng. B sẽ là gì nào? 2. Đây A bình, A là X, B là 2. Vậy thì ở giữa phải có hai lần tích đúng không? Tức là 2 2 nhân A là 2 nhân X này. Nhân với B là nhân với 2. Đúng không? A bình này cộng 2 nhân A nhân B cộng B bình. Nào thì nhìn lại trong khớp bên này đi nhá. Nhìn nhá khớp nhá. Bình phương này x bình đúng rồi. 2 nhân x nhân 2 đúng là 4x chưa? Rồi, bên này nhá, 2 bình là 4. Chuẩn đét luôn. Vậy kết quả ở đây sẽ ra là gì đây? Kết quả ở đây ra là gì Hoàng Anh? Ra gì em? X cộng 2 tất cả bình. X cộng 2 tất cả bình. Rồi ok. Đồng ý luôn. Đấy chưa nhỉ? Bạn nhìn nhá, đây nhá, A bình này. Đây chính là gì đây? 2AB đây này. Đấy. Các bạn ghi, mới học mình ghi này ra cho nó dễ hình dung. Nhưng quan trọng em phải tách được nó ra nhá. Đấy, đấy là câu A, câu B. Ghi thầy câu C. Câu C này. Nào. 4x bình trừ 4x cộng 1. Mình sẽ làm cái chiều này, nó sẽ ngược lại cái chiều này. Bình thường các bạn làm từ trái qua phải của hàm thức này đúng không? Bây giờ mình làm từ phải sang trái. Nó sẽ khó hơn một chút thôi. Để cho những mình làm vài câu là mình biết là 4x bình trừ 4x cộng 1. Các em vừa nghe vừa ghi nhá. Nào bây giờ cô hỏi vào thầy là cái nào là cái bình phương đây? Và em đang dùng hàm thức số mấy? Em sẽ dùng hàm thức số mấy vào cái này? Ai biết? Nào em dùng hàm thức số mấy vào đây? Giơ tay. Đấy, ở đây có 4x bình này trừ 4x cộng 1. Dùng cái nào nhỉ? Sao các bạn thầy thấy các bạn cứ lỡ chốc chốc lại tắt mic à, tắt cam thế nào nhỉ? Mình học thì mình cứ để im mình học thôi, tại sao lại tắt bật cái gì vậy Đức Anh? Làm gì vậy? Thế còn một cái nick Đức Anh nữa là của ai? Phạm Đức Anh à? Ông này chơi, cái nick ở trên máy tính của em cũng mở mic. À, chơi hai nick luôn. Rồi. Tắt tiếng đi. Hai Phương đâu bật cam bên em? Nào bây giờ thầy hỏi hằng là thức số mấy ở đây? Thảo. Vũ Thảo. Số 2 ạ. Tại sao em bảo là số 2? Vì có hai dấu cộng và một dấu trừ ạ. Rồi ok, hai thằng này đang cộng và thằng này trừ đúng không? Thế vậy em nhìn đây biết luôn thằng nào hai lần là thằng hai lần tích nào. Thằng hai lần tích phải là thằng nào? Trong ba thằng này thằng nào thằng hai lần tích? Trong công thức này hai lần tích là thằng có dấu trừ đúng không hả? Vâng. Ờ thế vậy hai lần tích ở đây phải là thằng nào? Trừ 4x ạ. Đúng rồi, thằng này sẽ là hai lần tích này và đương nhiên hai thằng này hai thằng bình phương. Thế 4x mà tất cả bình là cái là bao nhiêu bình đấy? 4x bình là bao nhiêu bình? Là 2x ạ. 2x tất cả bình ạ. Tất cả bình, ok. 1 thì viết thành gì? 1 bình ạ. Rồi, thế vậy trừ đi này, cái này này. 2 nhân A là nhân đi mấy? Nhân với 2x ạ. Rồi. Nhân đi B là nhân đi mấy? Nhân với 1 ạ. Rồi, thế kiểm tra lại nhá. 2x tất cả bình là 4x bình chưa? Rồi này. Trừ 2 nhân 2x nhân 1. Ở giữa này bằng trừ 4x chưa? Đây là trừ 4x này. Đấy, và 1 bình thì là 1 rồi. Nhá, nhìn lại một lần nữa này. 4x tất cả bình chính là 2x tất cả bình. À, 4x bình chính là 2x tất cả bình. Hưng đồng ý chỗ này không? Hưng.
Có. Nhá, hai lần tích này, 2 nhân A nhân B. Bạn thấy hai cái bình là 2x, tất cả bình với một bình thì có phải là A là 2x không? A sẽ là 2x, còn B sẽ là 1. Vậy hai lần tích là 2 nhân A nhân B là 2 nhân 2x nhân 1. Trần Đức Anh nắm được chỗ này không? Có. Rồi, các bạn nhá, mình nhìn lại này, 4x bình này trừ 4x này cộng 1. Đọc thể kết quả ở đây nè các bạn này. Bạn đọc thể kết quả nào. Đấy. Đọc có thể kết quả chỗ này. Kiệt ơi, cái này ra bao nhiêu em nhỉ? Cái này là 2x trừ đi 1 tất cả bình ạ. Đúng rồi. Chuẩn luôn. Đây là câu C. Nha, câu D viết sang đây. Đấy, x bình trừ x cộng 1 phần 4. Bạn các bạn trả lời xong thì các bạn tắt mic cho thầy nhá. Nhà có đứa nào vậy? Thảo à? Ok. Nào, x bình trừ 4x. À, x bình trừ x cộng với 1 phần 4. Rồi. Nào, chúng ta dùng ẩn thức số mấy ở đây? Chúng ta sẽ dùng cái số mấy ở đây nào? Ngọc. Em dùng cái nào? Cái số 1, số 2 hay số 3? Thế nghe gì đâu Ngọc? Chả nghe gì cả. Bật lên xong tắt đi luôn này. Alo? Chưa nghe gì? Thì thầm mùa xuân ở Ngọc. Dùng hàng đẳng thức số 2. À, tại sao lại là số 2? Có dấu trừ. Rồi, ok, có dấu trừ. Thế bây giờ thằng nào là thằng 2, thằng bình phương? X mũ 2. À, x mũ 2 đúng rồi, đây một thằng rồi. Thằng nữa đâu? 1 phần 4 ạ. 1 phần 4 là mấy bình đấy? Là 1 phần 2 bình ạ. 1 phần 2 tất cả bình, ok. X bình là thằng thứ nhất này. Thằng này là 1 phần 2 tất cả bình là thằng thứ hai này. Ok chưa? Thế vậy thì ở đây là giữa đây sẽ phải trừ 2 lần tích đúng không? Tức là trừ 2 nhân A là nhân x, nhân B là nhân 1 phần 2. Đó. Nên theo lý thuyết nó phải viết được như này. Đấy, lý thuyết là nó phải viết như này. Thế kiểm tra lại cho đúng nhá. X bình, ôi chuẩn. 2 trừ 2 nhân x nhân 1 phần 2. Có đúng là trừ x chưa? 2 với 2 này hết mà. Bản thân là 2 với 2 này hết, chẳng qua là mình tách nó ra để cho nó nhìn rõ là A là gì và B là gì thôi. Đấy nhá. Tôi cố tình tách như này để tôi nhìn rõ A là và B ở đây. Còn B ở đây đương nhiên là 1 phần 2 rồi. 1 phần 2 tất cả bình 1 phần 4. Chuẩn đét. Đọc thầy kết quả ở đây cho bạn bằng bao nhiêu. Đọc thầy kết quả nhá. Hiền đọc thầy nào. Bằng gì em? Hiền ơi, giá bao nhiêu em? Chỗ này này. X trừ 1 phần 2 tất cả bình. Đúng rồi, x trừ 1 phần 2 tất cả bình. Ok. Đấy. Thấy chưa? Không khó quá đúng không? Đấy, nhưng câu này là câu mức độ dễ, thấy chưa? Đấy, thì chúng ta đã xử lý được rồi. Câu khác này. X bình y bình cộng với 2 phần 3 x y cộng 1 phần 9. Nào, nhờ các bạn hỗ trợ thầy nào. Nhờ các bạn hỗ trợ thầy. Ở đây dùng hẳn là thức số mấy? X bình y bình cộng 2 phần 3 xy cộng 1 phần 9. Dùng cái số mấy? Nào, dùng cái số mấy ở đây? Phạm Đức Anh. Nhưng đây là dùng hàng là chức số 1 ạ. Số 1, tại sao em dùng cái số 1? Nó có dấu cộng. Nó toàn dấu cộng. Đúng không? Vâng. Ừ. Rồi thế bây giờ thầy hỏi tiếp. Em theo em là hai cái bình phương là hai cái nào? Em thấy hai bình phương là xy và 1 phần 3. Đâu, hai cái bình phương sẽ là gì? Hai cái bình phương mà. Đó là x bình y bình. Đây là 1 phần 9. Rồi. Thế x bình y bình em viết thành cái gì?
sẽ bằng xy tất cả mũ 2 ạ. Y cả mũ 2 rồi. 1 phần 9 biến thành cái gì? 1 phần 9 bằng 1 phần 3 bình phương. Tất cả bình. Như này gì? Ừ. Thế ở giữa thì nó phải là 2 nhân gì? 2 nhân e 2 phần 3. Đâu 2 gì? 2 nhân này 2 nhân xy. Ừ, 2 nhân xy nhân gì nữa? Nhân với 1 phần 3. Rồi. Các bạn soát lại cho chuẩn đi nhá. Ở đây mình có này x y tất cả bình là x bình y bình này, chuẩn cho hai này khớp chưa, khớp khớp cho Hưng. X bình y bình này với x y tất cả bình giống nhau không? Rồi 1 phần 3 bình là 1 phần 9 chưa? Ờ thế nhân nha, nhìn này, 2 nhân x y nhân 1 phần 3 thì có phải cái này thành 2 phần 3 x y không? Có, nó viết ngược thôi. Rồi thế vậy ở đây Hưng đọc được kết quả ra không? Bằng gì ở đây em? XY cộng 1 phần 3 tất cả mũ 2. Đúng rồi, chuẩn. Ok, viết bài đi, vừa nghe vừa ghi. Đấy, thế là biết làm rồi đấy. Tiếp, câu nữa. Thêm một câu ví dụ nữa cho làm bài. Được chưa? F đấy, ghi đi. Rồi, ở đây nhé, thầy hỏi. Ở đây dùng hàm là thức nào? Dùng hàm là thức nào ở đây? Trọng ơi, cái này dùng hàm là thức nào em? Chưa nghe Trọng nói gì cả. Dùng cái nào em nhỉ? Dùng hàm đẳng thức số 2 ạ. Số 2, tại sao em nghĩ nó việc dùng cái số 2? Tại vì nó có dấu trừ với dấu cộng ạ. Rồi ok, có đan xen cộng với trừ vào. Rồi, thế thầy hỏi em nhá. Ở đây, thế thằng hai thằng nào là hai thằng bình phương? X, y với 1. 1 thì là mấy bình? 1 bình ạ. Ờ, thế cái ý là bảo thằng nào, thằng này á? Thằng này bình hay thằng này bình? Thằng đầu ạ, đấy. Ờ, thằng đầu, nhưng mà thằng này là cái gì bình đây? X, y sao được? Nó là 4 x cộng y tất cả bình cơ mà. Phải đưa cả hệ số vào. 4 y cộng với 4 x. Không, mình để 4 làm sao nhân như thế được? Điều nó có phải là 4 nhân x cộng y tất cả bình đâu mà em làm như thế. Đấy. Được rồi thì hỏi khác này, Phạm Thảo. À, ờ Phạm Thảo đi. Phạm Thảo. Cái này bằng bao nhiêu bình hả em? Em thưa thầy là 2 mẫu ạ. 2 nhân x cộng y. Tất cả. Tất cả mũ 2. Nào, hãy nhìn kỹ nhá. 4 4 có phải là 2 bình không? 4 có phải là 2 bình không? Vậy đây chính là 2 nhân x cộng y tất cả bình như này. Cái đầu tiên đây này. Hợp lý chưa? Nhá, đây nó sẽ bằng là 2 nhân x cộng y tất cả bình. Ok. Rồi, cái 1 đây thì là 1 1 bình rồi. Không có gì bàn cãi cả rồi. Đây sẽ là trừ 2 này. 2 lần tích nhá, 2 nhân A này. A của mình đang là 2 nhân x cộng y nhá. 2 nhân x cộng y. Nhân với B là nhân với 1. Nào khớp cho nhá, nhìn lại này. 2 nhân x cộng y tất cả bình là 4 x à, 4 x cộng y tất cả bình này. Đấy, đây sẽ là gì đây? 2 nhân 2 này là 4 chưa? Chuẩn luôn, giống hệt ở trên. Vậy ở đây kết quả sẽ ra là gì các em nhỉ? Kết quả đây sẽ là gì đây? Đấy. Ơ, Hưng không ghi bài à? Ngẫm nghĩ gì kia. Ở đây ra gì Trần Đức Anh? Đây là 2
nhân x cộng y trừ 1 trừ 1 xong sao nữa? Tất cả đúng không? Ngoặc vuông ở ngoài đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Hoặc là nếu thích viết là tôi phá hoặc này ra thì viết là gì, là 2x cộng 2y trừ 1 tất cả bình. Được không? Rồi ok, để các bạn ghi vào đi. 2x cộng 2y trừ 1 tất cả bình. Như vậy nhớ là trong đây này, khi làm bài phải xác định rõ là A là gì, B là gì. Được chưa? A là gì, B là gì. Xong đặt gì hai lần tích xem nó có chuẩn không. Đấy, ví dụ đặt hai lần tích nha, nhưng mà đề bài thấy nó lại sai sai. Đấy, thì lúc ấy là mình phải ý kiến lại xem mà có đúng đề bài nó nhầm lẫn đi không, hay là nó dạng bài tập khác mà mình hiểu lầm. Hiểu nhỉ? Đấy, ví dụ này thì lấy một tình huống cái này này, nhỡ nó lại cho cái này. Nó cho là nhá. 4x bình. Đấy, 4x bình. Nó trừ đi từ đấy xem nào. Ví dụ là trừ đi 16x cộng với 9. Chỗ này. Chẳng hạn nó gặp vô tình gặp một cái đề bài là lấy trên mạng như này. Rồi. Thì thân tích thấy là 4x tất cả bình, 4x bình là 2x tất cả bình rồi. Ok. 9 thì là mấy bình? Đó. Vũ Thảo. 3 bình ạ. 3 bình. Thế nhưng thằng ở giữa này. Thế nếu mà chẳng hạn là 2 nhân với 2x nhân với 3. Cái này nó có phải 16x đâu. Thấy không nhỉ? Nó đang khác cái 16x, vậy thì ra rằng cái này không đúng rồi. Cái đề bài này, một là nó không phải cái bài tập này. Nó không phải cái bài tập này, nó yêu cầu khác cơ. Thấy chưa? Một là nó là yêu cầu khác mà mình đang hiểu sai yêu cầu. Hai là đề bài sai. Thì cho nếu mà đúng là đề bài này thì bài dạng bài này thì bài này thì sai rồi. Ok chưa? Thì nhá, phải để ý, phải chú ý là cái tình huống xem nó có chuẩn không. Thấy chưa? Bây giờ cho các bạn áp dụng phần này này. Áp dụng này, ghi thầy các câu sau, cũng yêu cầu nhá, biến đổi thành dạng bình phương của tổng hoặc một hiệu nhá. Câu A, ok 6 câu nào, 6 câu làm luôn xong gửi lên nhóm chấm điểm, được chưa? Ở chỗ này là x trừ y tất cả bình này cộng với 6 nhân x trừ y cộng với 9. Phạm Đức Anh với Thảo có thể hai bạn bổ sung thêm đi nhá, nhìn thấy đánh dấu á. Các bài này đều đa phần toàn làm thiếu rồi. Làm thiếu ở ý cuối ấy.
Thầy thả like có nghĩa là gì? Chưa đúng hẳn. Vẫn phải bổ sung thêm. Các bạn bỏ bớt cái ngoặc đi. Ở câu cuối ấy, viết đấy viết đóng ngoặc thế. Phá được ngoặc ra không? Trọng ơi xem lại dấu đi, nhầm lung tung rồi. Thầy chữa cái câu cuối thôi, thầy chữa câu ép thôi. Nhá, chữa câu ép. Thì có là x trừ y tất cả bình này cộng với 6 nhân x trừ y cộng với 9 thì mình thấy là đây là cái đã có hai cái bình phương sẵn rồi, là cái này 9 thì là ba bình rồi đúng không ạ, và đây là toàn dấu cộng nên dùng hẳn thức số 1. Thế tách là 2 nhân số thứ nhất này nhân số thứ hai này đấy cộng với này. A bình cộng 2 nhân A nhân B này cộng B bình này, như vậy A của mình là x trừ y, B của mình là 3. Đó thành là x trừ y cộng với 3 tất cả bình. Đấy, kể cả bạn viết bước trước bạn đóng bằng ngoặc nhưng mà đến đây thì bạn cứ cho thầy là cái bước gì. Đây, ví dụ bạn trong vỏ hai viết như này. Thì bạn làm bước có thể thêm bước phá ngoặc ra nhá. Thành là x trừ y cộng 3 tất cả bình. Đấy, các em chữa vào đi. Đây là câu F. Đó, câu F của mình nhá. Bật hết cam lên lại nào. Nhanh. Nhanh sang bài khác. Hai phương không nộp bài à? Dạ, Hưng không nộp bài à? Hưng, viết Hưng. Em nộp rồi thầy. Đâu? Sao thầy thấy? Có ạ. Sao nhìn thấy nhỉ? À đây. Ý, ông gửi. Ông gửi sau cái này thì thầy sao thầy biết được. Nhau phải làm nhanh lên. Nào tốc độ này là không được đâu. Ok, sang bài số 2. Ghi bài để bài bài tiếp theo. À bài số 4 chứ. Nãy là bài 3. Bài 4. Ghi đi hoàn thiện các hàm đẳng thức sau. Hoàn thiện các hàm đẳng thức sau. A nhỏ x bình cộng 6x cộng 3 chấm bằng là x cộng với 3 chấm tất cả bình. Nào ghi đề bài đã. Để cho cùng phân tích xem làm nào. Nào bây giờ nhìn nhá, nhìn đây thì bạn bảo đây là hàm đẳng thức số mấy? Nào nhìn vào đây thì bạn bảo đây là hàm đẳng thức số mấy? Ai biết à? Đấy, nhìn qua nhá, bây giờ nó để chấm chấm hai chỗ. Nhiệm vụ của mình là phải điền nốt hai cái chỗ chấm chấm này. Để hỏi các bạn là đến đây là thế bạn dùng hàm đẳng thức số mấy vào đây? Nào ai biết giơ tay lên. Nào cái số mấy? Một bạn giơ tay. Rồi Lê Đức Anh nào dùng hàm đẳng thức số mấy em? Số 1 ạ. Rồi ok, dùng cái số 1. Hợp lý rồi, toàn dấu cộng mà. Toàn cộng dùng cái số 1 là chuẩn rồi. Thế hỏi nhá, câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo này. Thế bây giờ thầy hỏi là thế kia A ở đây của mình là mấy vậy? Số thứ nhất của mình là số nào? Nào A của mình là mấy?
Ai biết? Phạm Thảo. Như vậy a là x ạ. Rồi, ok, a là x đây này, đây là a này. Đây là a này đúng không? Đây là a bình đây này. Thấy chưa? Thấy viết a nhỏ cũng được nhá. Rồi, tiếp theo này. Thế bây giờ làm sao tiếp với lại tìm ra b bây giờ? Bây giờ b nó không có ở đây, cái bình này cũng không có ở đây. Thế là công việc mình đi tìm b là cái gì? Đúng không? B nó ở chỗ này. B nó ở cái chỗ này ra. Thì ở đây mình phân tích cái này ra này. Thấy phân tích cái 6x này ra. Đấy, phân tích cái 6x này ra có phải là 2 nhân a là nhân x. Thì còn nhân mấy nữa thì thành 6x. Chỗ này còn thiếu nhân mấy nữa. Nào 6x sẽ là 2 nhân x nhân mấy? Lê Đức. Nhân 3. Rồi 2 nhân x nhân 3. Đấy nhá, 6x sẽ là 2 nhân x nhân 3. Đấy, trong đó a của ta là x bình rồi. A của mình là x bình rồi đúng không? Đấy, thì cộng với 2 nhân x nhân 3. Thì rõ ràng là theo lý thuyết là phải cộng với b bình nữa phải không? B bình. B bình là 3 bình nữa. Vậy cái chỗ này điểm số mấy vậy Trần Đức Anh? Em thưa thầy là 3 bình. Không, điền hẳn số cụ thể. Không viết 3 bình nữa. 3 không, cũng sẽ 3. 3 điều bình mà điền là 3. Là 9. Ừ, chỗ này phải là số 9 đúng không? Chỗ này phải là số 9 này. Rồi, thế cái chỗ này, chỗ này điền số mấy? Đấy, chỗ này điền số mấy ở Hoàng Anh? 3. Rồi, cái này điền số 3. Rồi nha, đây là mình đang, cái phần này là mình làm, hoàn toàn là phần nháp của mình. Bây giờ mình sẽ đưa cái bài, mình sẽ đưa cái này cụ thể lên. Nào, đây coi như là cái đề bài người ta nhá. Đây, thầy vừa nháp xong này. Thầy vừa nháp xong này. Lát nữa các bạn nháp ra ngoài nháp, ok chưa? Làm ngoài nháp, còn bài trình bày vào như thế này. Đấy, thì trình bày như sau nhá, thầy x bình. Cứ để nguyên cái đề bài cho người ta. Đấy, thầy suy ra. Thầy suy ra các hàm thức đầy đủ sẽ là gì đấy? X bình cộng 6x cộng 9 bằng x cộng 3 tất cả bình. Được chưa? Đấy, tức là tôi viết cái dạng đầy đủ nó ra, tôi không viết lên trên, không chèn lên lên trên nhá. Thì các bạn trình bày vào viết như này. Đây sẽ là trình bày các bạn nhá. Còn phần này là bạn nháp, bạn ghi ra vào nháp của mình. Có giấy nháp chưa? Chuẩn bị bỏ nháp này đi. Học toán nó không có nháp thì vứt đi nhá. Đến thầy cô lúc giải bài còn phải cần nháp, các bạn học đỉnh cao toàn không thấy nháp đâu. Hay là nháp là cái trang cuối của quyển vở. Đấy, nếu mà bạn còn nháp như thế thì bạn chưa thể học giỏi được đâu, chưa thể nào khá được đâu. Bỏ vở nháp riêng cho thầy nhá. Câu B. Bốn x trừ à bốn x bình trừ bốn x cộng ba chấm thì bằng là mở ngoặc là hai x trừ ba chấm tất cả bình. Rồi, đó mình phân tích nhá. Giúp thầy phân tích thằng bốn x bình này, em viết thành cái gì? Em viết thành cái gì Phạm Đức Anh? Em nói thầy là 2 x tất cả bốn này. Rồi, thế cái trừ 4x em viết thành cái gì? 4x em viết bằng 2. Đâu? Phải 2 nhân a, a của em là 2x này này. À, 2 nhân 2x. Nhân mấy nữa? Nhân 1. Nhân 1, ok, vậy thì b phải là số mấy? B phải là số 1 ạ. A là 2x rồi, b phải là số 1, đúng không? Đấy, đây là a này, đây là b này. Vậy rõ ràng ở đây phải là số mấy hả Đức Anh? 1. Nó sẽ là 1 bình đúng không? Là 1. Đây sẽ là mấy? 1 ạ. Đây sẽ là 1, ok, nháp xong rồi. Trình bày vào thôi. Đấy, chép lại đề bài đi. Hiểu cách chưa?
Đấy, câu này đây. Cho suy nghĩ một phút. Đấy, thầy hỏi. Bây giờ thầy hỏi qua các bạn cách làm bài này nè. Cái câu này em sẽ điền gì vào những cái chỗ chấm chấm này. Trọng nào. Cái chỗ này em điền gì vậy? Em điền là 12xy ạ. Ờ, tại sao lại điền như vậy? Em tách 9x bình ra là 3x mũ 2. Xong 3x tất cả mũ 2. Xong em trừ cho chấm 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 chấm. Xong em cộng với cộng em trừ cho 2 nhân 3x trừ đi y. Nhân 2y đúng không? À, nhân 2y. Xong lại rồi. Cộng với 2y tất cả mũ 2. Rồi ok, vậy thì cái này bằng bao nhiêu x y đây? Bằng 12xy ạ. 12xy. Cái này bao nhiêu nhỉ? 2y mũ 2. Đâu cả này? Sao không phải 2y? 4y mũ 2. Rồi, 4y mũ 2. Vậy thì chốt lại. Cái bài này viết đầy đủ ra. Nha, viết đầy đủ ra đi. Đấy, thầy vừa nháp xong rồi nhá. Thực ra bài này ngồi khai triển cái hằng thức bên tay phải ra là xong rồi. Đúng không? Ngồi nhân ra nháp cái hằng thức này. Đấy, mình sẽ ra đầy đủ nó là 9x bình trừ 12xy cộng với 4y bình. Đó. Đấy là câu C. Câu D. Đấy, các bạn xem bài đi. Xem bài xem mình làm cách nào bài này. Cho suy nghĩ 1 phút. Nào, nhanh nào. Tranh thủ lên. Nháp hưng đâu. Nhắn nhó cái gì. Đặt bút viết thì mới ra, nhưng nhìn mà đề mà giả. Là y bình, xin lỗi, viết nhầm. Y bình nhá. Y bình trên 9. Đây thì viết lại cái này nhá, thì viết lại cái này. Trừ đi y mũ 2 trên 9. 3 chấm này. Trừ đi y mũ 2 trên 9. Được chưa? Nào, nghĩ đi, ai ra giơ tay. Vũ Thảo nào, em làm bài này như nào? Vì cái vế trái là có hai cái từ số. Có hai cái ngoặc cá nhân với nhau. Vâng. Ờ, sao? Thì cái nào? Kiểu như là hằng thức số mấy? Hằng thức số 3. Rồi, đồng ý, nó dạng là A trừ B nhân A cộng B bằng gì? Bằng A bình trừ B bình. Ờ, dạng này đúng không? Bây giờ mình làm sao xử lý được cái này đây? Đấy, x trừ 3 chấm cộng y trừ 3 chấm thì bằng cái này. Đấy. Thế vậy rõ ràng ở đây là của mình cái A mình phải là mấy? X ạ. Ờ, A phải là x. A là... Cái B thì là gì? Y trên 3. Ờ, y trên 3. Thế vậy cái này điền gì vào đây? Y trên 3. Rồi. Cái này sẽ điền gì vào đây? X ạ. X vào đây. Thế cái chỗ này điền gì? X bình ạ. Rồi, điền x bình. Hợp lý luôn. Cảm ơn em. Thế vậy bài này lúc làm thì mình làm lại nhá. Cứ ghi lại. Đây là mình vừa nháp thôi. Đấy, mình suy ra viết dạng đầy đủ nhá. X trừ đi y trên 3 nhân với x cộng với y trên 3 bằng x bình trừ đi y bình trên 9
Được chưa? Nhá. Đấy là câu D. Được chưa? Các bạn đã nắm được sơ sơ cách làm rồi nhá. Đấy. Chúng ta nhìn xem là nó đang thiếu phần gì. Nhớ là viết dạng hoàn thiện của nó vào đấy nhá. Chứ không phải viết là ví dụ là viết hai tất cả bình đâu. Đấy, thay vì viết thay vì bạn định điền cái này vào thì bạn hãy điền vào trong bài đấy là 4x bình cho thầy. Được không? Đấy, hay vì bạn điền là 3 bình thì bạn điền vào đấy là 9. Ý không nhỉ? Đã điền thì phải điền cái dạng gì? Dạng phải thu gọn rồi. Được chưa? Cái dạng gọn nhất rồi mới điền. Đấy, phải là điền về cái phần thành phần nó phải gọn đi rồi. Nào áp dụng này. Bài tập áp dụng. Làm gửi lên nhóm chấm. Tranh thủ nhá. Áp dụng này. Câu A. Ok, 4 câu. Làm luôn gửi lên nhóm đây. Các em gửi bài lên đi. Bạn nào được thả tim thì là được nhá. Nào nhiều bạn làm vẫn đang lỗi đây này. Khi 4 câu rồi làm lỗi 1 2 câu rồi này. Được chưa? Nhìn kỹ này. Ở đây câu nhất này điền này là x bình phải không? A đây là x mà, thì đây là x bình. Nhìn ở đây 25 là b này, 25 là b bình này, vậy thì b phải là 5 ở đây này. Đồng ý không? Đấy, tiếp theo này bạn nhìn đây để mà biết lối mà chữa cho bài của mình. Ở đây là x mũ 4 này. Ở đây, đây là b bình này. Thì đây b của em là x mũ 2. Được chưa? Thì cái bộ trừ 4x bình phân tích làm sao? Cái này ra trừ đi 2 nhân ở cuối phải là x bình rồi nhá. Thì còn 2 nữa. Vậy thì a của mình là 2. Và đây sẽ là 4. Đúng chưa? Đây, cái này là cái nháp của thầy này. Thầy nháp ra ngoài này. Tiếp theo nữa là x bình đây, cái a bình đây thì đây là a của mình x. 9y bình đây thì đây trong đây phải là 3y. Vậy đây là gì nhỉ? 2 nhân x nhân 3y cơ mà. Thầy thấy có mấy bạn nhầm thế này. Cái này là 2 nhân x nhân 3y phải là gì? Trừ 6 thôi. Trừ 6x y. Không phải là 18 đâu nhá các thanh niên nhá. Không phải là lấy 2 nhân x bình nhân 9y bình à? To vậy là nhầm rồi. Rồi đây này. 2x này. A này. Đây là cái hàm thức số 3 ở câu D đúng không? Cái số 3 này. A của mình là 2x. Vậy bình lên là 4x bình. Đồng ý chưa? Vậy cái bên này chắc chắn phải là 2x rồi. A mà A cộng B này, A trừ B mà. Thế B là y bình chưa? Điền B vào đây. Điền y bình từ đây sang đây. Vậy đây sẽ là gì? Y bình tất cả bình là y mũ 4. Đấy, đây là cái kết quả của bài toán. Của cái bài áp dụng trong bài 4 rồi. Được chưa? Chữa nhanh vào đi. Bạn nào vấn đề chữa nhanh vào đi. Cẩn trương. Để thầy sang bài tiếp theo, bài số 5. Nào tất cả những ai xong xuôi bài 4 rồi ấn giơ tay. Những bạn nào đã xong xuôi bài 4 ấn giơ tay chưa thầy? Giơ tay trong Zoom nhá.
Nhớ chưa lại đây, vì lát nữa chúng ta sẽ chụp vở lại. Sẽ kiểm tra lại xem là ghi chép như nào. Phạm Đức Anh xong chưa? Hưng xong chưa em? Rồi ạ. Xong rồi ngồi im đấy hả? Bảo giơ tay cơ mà. Để thầy với các bạn phải đợi. Chuyện. Bài số 5. Số 5 đề bài của thầy là tính nhẩm. Tức là những bài này sẽ không dùng một chút máy tính nào ở đây cả. Nha, tính nhẩm. Chúng ta sẽ vận dụng hằng thức vào công cuộc tính nhẩm của mình. Đấy, bạn nhìn cái biểu thức này chưa? Nhìn cái biểu thức này này. Phép tính vừa cộng vừa nhân vừa bình. Nếu mà để cái này mà chúng ta đi, chúng ta thì bấm máy chúng ta tính hoặc tự tính tay thì không mà chết. Thì bạn nhìn thấy đây, bạn cái này bạn liên tưởng đến cái gì nào? Các bạn nhìn cả này bạn liên tưởng đến cái gì vừa học? Ai biết giơ tay lên. Bạn liên tưởng đến cái gì mới học? 97x bình à, 97 bình này cộng 2 nhân 97 nhân 3 cộng 3 bình. Em liên tưởng đến cái gì vậy à? Các bạn khác sao? Minh Ngọc, em liên tưởng đến gì vậy? Hàng đẳng thức ạ. Số mấy, số mấy, số mấy? Số 1 ạ. Em nào có thầy nắm bằng cái gì nào? 97x bình. Đâu? 97x bình. 97. Sao? Cộng hay trừ? Cộng. Cộng mấy? Cộng. Cộng 2 à đâu. Cô không biết rồi ạ. Sao không biết? A bình đây, B bình đây, sao không biết? Thứ hai. Đây là A bình đây thầy. Đây là B bình đây thầy. Đây là 2 nhân A nhân B mà lại không biết. Thứ hai. Bằng gì? Đọc. Nhanh lên. 7 cộng 3. Rồi, tất cả. 8 mũ 2. Vậy thực chất đây là bao nhiêu bình đây? À, 97 là 100. 100 bình. Biết được bao nhiêu không? 1 với mấy mấy số 0 nữa? 4 ạ. 4 số 0 rồi. Đấy, tính nhẩm. Xong, câu thứ nhất. Ở đây nhìn thấy ngay đây là cái bên cái vế này, biểu thức này nó chính là gì? Hẳn là thức. Cụ thể là thức số 1 đúng không? Bình phương một tổng. A đây cái là 97, B cái là 3, vậy ra là bằng A cộng B tất cả bình là 97 cộng 3 tất cả bình bằng 100 bình. Đấy, và ta khi ta bình lên thì ta từ 2 số 0 thành 4 số 0. Đồng ý nhá. Câu tiếp. Ghi đề bài. 73,5 tất cả bình trừ đi 2 nhân 73,5 nhân với 33,5 và cộng với 33,5 bình. Rồi, nghĩ đi. Em nghĩ đến hẳn thở đẳng thức nào? Nào, bạn nào sao nghĩ ra giơ tay đi. Em nghĩ hẳn thức nào ở đây? Ngô Đức nào? Em người là hằng đẳng thức số 2. Thế A của mình là gì? 73,5. Rồi, B của mình là gì? 33,5. Em đọc có thể kết quả ở đây rồi nào. Là 73,5 trừ 33,5. Rồi. Tất cả bình. Ok, vậy ở đây ông bao nhiêu bình ạ? Bằng
100 trừ mà Đức đang trừ mà. 40. 40 Bình biết được bao nhiêu? Có. Bao nhiêu? 1600. Đúng rồi, 4 bình là 16, 4 bình là 16, 1 con 0 bình lên là 2 con 0. Rồi. 1600. Nhớ nhá, 4 bình là 16 xong là 1 0 bình lên 2 con 0. Ok, cảm ơn Đức. Tắt mic đi. Ở đây thì phân tích lại này, đây chính là A bình đây này. Đây chính là B bình đây này. Và đây chính là gì đây? Trừ đi 2 nhân A nhân B đây này. Đấy, thì A chính là 73,5, B là 33,5 này. Đây, hằng thức này là hằng thức số 2. Lấy A trừ B tất cả bình. Và ta thấy 2 này trừ đi nó ra 40, rất đẹp. Nhờ? Chuẩn trăm, chuẩn chục, chuẩn nghìn thì đấy mà bình phương các thứ là dễ rồi. Câu thứ 3. Dụ thầy cho này. Theo yêu cầu các bạn là chúng ta sẽ phải tính nhẩm đó. À, tính nhẩm không phải đặt tính gì cả, không dùng máy tính gì hết ở đây hết. Không dùng. Tính nhẩm thế nào, nhìn thấy cách thầy nhẩm này. 101 bạn thấy nó gần với số tròn trăm hay tròn trục nào nhất? Ai biết giờ tài? Gần với số tròn trăm hay tròn trục nào nhất? 101 nhá. Gần thằng nào nhất? Nào, 101 gần số nào nhất? Mà tròn trăm hoặc tròn trục. Kiệt nào. Em biết thời là gần số tròn trăm là 100. Ok, như vậy là mình sẽ có là 100 cộng với 1 tất cả bình. Được chưa? Vậy là mình dùng hằng thức số 1. A cộng B tất cả bình này. Được chưa? A cộng B tất cả bình này, A bình cộng 2 nhân A nhân B. Được chưa? Cộng B bình. Đó. A bình này cộng 2 AB cộng B bình. Được chưa? Sau đó thì 100 bình thì từ 1 thêm 4 số 0 vào. 2 nhân 100 nhân 1 thì thành 200 thôi. Rồi cộng với 1 nữa. Sau đó cộng hết bọn này vào với nhau. Đúng không? Cộng hết bọn này vào với nhau. Thì cái con 200 này này. Con 200 nó sẽ ghép vào cái phần 3 số 0 ở đây. Đúng không ạ? Đấy, sau đấy con 1 thay thế con cuối cùng này này. Vậy thì ra là gì? 10201. Đúng không? 10201. Đấy, cái con 1 này nó sẽ thay thế với con số 0 ở cuối cùng này nhá. Xong là ghép vào đây. Đấy, 10201. Chuẩn chưa? Đấy, đây cách tính nhẩm. Câu D. Một câu tính nhẩm khác dùng hằng đẳng thức này. Em sẽ thấy là hằng thức nó hay như thế nào. Ứng dụng hay như thế nào. Nhá. Đây có số 299 tất cả bình. 299 bình phương. Nào, 299 gần với số nào nhất? Gần với số nào nhất mà đẹp á? Nào, 299 gần với số nào đẹp? Trong, gần số nào em? Gần số 300. 300, thế viết là 300 như nào? 300 trừ 1 bình tất cả phương. Tất cả bình. Vâng. Rồi ok, em khai triển cái hằng thức này ra nào. Thành 300 bình. Rồi. Nhân cộng với 2 nhân đó, 3. Đâu cộng nó bằng cộng, cộng nó bằng cộng. Trừ 2 nhân 300 nhân 1. Rồi. Cộng 1 bình. Rồi ok. 300 bình thì bằng bao nhiêu? Ba bình là mấy được ở trong? À, ba bình là 9 ạ. 2 số 0 bình lên là mấy số 0? 4 số 0. Ờ đấy, cứ nhớ thế, đỡ phải nghĩ trong đầu, chẳng cần biết 9.000 hay 90.000. Kết quả là 90.000 đúng không? Rồi, thế cái thứ hai ra bao nhiêu nào? 2 nhân 300 nhân 1 là được 600 ạ. 600 cộng với 1 rồi nữa. Được chưa? Bây giờ mình tính này, 90.000 mà trừ đi 600 thì được bao nhiêu? Các bạn, 89.000 bao nhiêu? 90.000 trừ đi 600 có phải là 89.400 không? Xong lại cộng thêm 1 là 89.401.
Mấy cái số tròn trăm, tròn chục, tròn nghìn này tính nhẩm tốt cái gì nữa. Úi dồi ôi, Vũ Thảo vừa mới tính kìa. Bảo tính nhẩm nó mới tính cho nó bấm. Ui trời ơi, tí cho Phan Hàm thức nhá. Thảo nhá. Bắt quả tang bấm máy tính. Đưa bài thế, toán. Thế này nó nhìn nó dối là nhìn không, nó dối cái số không dối. Thế là em thua học sinh lớp 3 rồi. Không nói nhiều. Tính mấy cái số chuẩn nghìn nên mà phải tính máy tính đùa. Mất đi tính quá. Cái phép trừ với phép cộng kia cơ. Trừ cộng đây đây trừ có cái gì? Đây, 90.000 trừ đi 600, 89.400. Thêm 1 là 89.401. Thế mà phải bấm. Động não đi em, dùng não đây nào. Học toán phải dùng não. Dùng cái nữa là dùng giấy nháp nữa. Học toán không dùng não thì dùng thì học toán làm gì hả? Mình học toán là mình lấy tư duy sau này ra vào cuộc đời mình còn làm kinh tế kiếm tiền để nuôi bản thân chứ. Học toán thì để qua môn thì làm học toán làm gì? Học toán mà tác dụng chỉ để được điểm cao hay qua môn thì không nên học nhá. Học để mình lấy cái tư duy. Câu E. Rồi đang câu này xong đấy. Câu E. Câu này xem nào biết không nhá. Không dùng máy tính nhá. Nào, 53 nhân 47. Ờ. Cấm chỉ không được đặt tính, không dùng máy tính. Làm sao để dùng được giả dùng hàm thức nào ở đây? Đố biết. Đố biết dùng hàm thức nào ở đây? Đấy, theo bạn dùng cái nào? Ôi, mỗi ba bạn biết à? Theo bạn dùng hàm thức nào? 53 nhân 47. Kiệt hay em dùng hàm thức nào vậy? Em thầy em dùng hàm thức số 3. Rồi, thế em viết con 53 47 thành gì? 53 bằng bằng gì? Em tách 53 thành bằng 53 trừ đi 3. Sẽ 53 trừ đi 3, 53 cơ mà. Tức là bây giờ em phải tìm ra một cái con số nào đấy trung gian giữa hai con này này. Đấy, liên quan đến cả hai thằng này. Con nào liên quan đến cả 53 47 ở kia. 50 cộng với 3. Rồi, 50 cộng 3. 47 thì thành là. Mạng hơi lag rồi. Ở đâu đâu rồi? 47. Viết thành 50 gì nhỉ? Trừ 3 đúng kìa. 50 cộng 3 nhân 50 trừ 3, ok nào. Rồi, Vũ Thảo làm tiếp với thầy nào. Bằng gì em? Bằng 50 bình trừ 3 bình nào. Rồi, 50 bình trừ 3 bình nào. Bây giờ cho Thảo tính nhẩm. 50 bình là bao nhiêu? Bằng 2.500. 25 này, xong thêm mấy số 0? 2 ạ. 2 số 0, 3 bình thì là mấy? 9 ạ. Rồi tính nhẩm đi. 2.000 bằng 2.000 thì... 2.491 ạ. Rồi đấy. Dễ vậy mà lại đi bấm máy. Buồn luôn. Bảo nó tính nhẩm nên nó cầm 55 cái máy nó tính. Đùa. Phát nữa. 30.1 nhân với 29.9. Rồi. 30.1 nhân 29.9. Đấy, bài này thấy hay không? Bài này thấy ứng dụng thực tế chưa? Đấy, có tí liên quan đến số má tính toán đấy này. Rồi, ai ra rồi? Ấn giơ tay. Ra con này ấn giơ tay. Ra Hưng ra rồi à? Ra Hưng. Không ạ. Sao thầy giơ tay kìa? Ê. Em bấm nhầm. Bạn khác sao đâu rồi? Những cái tay khác đâu rồi? Phạm Thảo thầy nào? Bạn em làm nào? Thưa thầy là lấy 30 cộng 0.1. 30.1 viết thành 30 cộng 0.1 này. Rồi. Nhân với gì nào? 3 là 30 trừ 0.1. Rồi, ok. Hàm thức số mấy vậy hả Thảo?
Hàng thước số 3 ạ. Rồi, thế con ra kết quả là gì ở đây nào? Đọc có thầy. Là 30 mũ 2 rồi. Trừ đi 0,1 mũ 2. Cái chỗ 0,1 này đóng ngoặc ngoặc rồi nhá. Rồi. Thế 30 mũ 2 ra bao nhiêu? 900. 900, đồng ý. 0,1 mũ 2 thành cái gì? 0,01 ạ. 0,01, đúng rồi. Thế là chốt lại ra bao nhiêu nhỉ? Không. Ra 899, trời ơi nhá. 999 ạ. 99, đúng rồi, 899,99. Ok. Hợp lý. Đấy. Đấy là cách tính nhẩm của mình. Ok chưa? Hiểu chưa mấy thanh niên? Đấy. Áp dụng nhá. Áp dụng đây. Áp dụng. Nhớ là tính nhẩm đấy. Đừng có mà dùng máy tính. Ba bảy hai rồi luôn thành thủ nhá, luôn đi xong gửi nhóm chấm được chưa. Thì ở đây lưu ý các bạn tí thôi, ở câu cuối này nhá, là 20 cộng với 0,1 nhân với lại 20 trừ đi 0,1 thì hàm thức số 3 không, 20 bình trừ đi 0,1 bình ra là 400 mà trừ đi 0,01 không, vậy là 399,99. Lưu ý nhá. Đấy. Những câu trên thì tương tự thôi nhá. Các bạn nào chưa biết xử lý thì tham khảo qua các bài đã gửi trên nhóm mà được chấm đúng rồi đó. Đấy, là cơ sở cho mình nhá. Dạ, bài tập tiếp theo, bài số 6 này. Bài số 6. Rút gọn biểu thức. Rút gọn biểu thức. À, rút gọn biểu thức này. Để tăng bài tập này, chúng ta sẽ ứng dụng các hàm đẳng thức vào đây. Nhá, bây giờ thầy sẽ ứng dụng các hàm đẳng thức vào đây để giải quyết những cái bài toán này. Tập trung nhá. Cố gắng này nói nốt, nhưng mà vẫn còn bài tập chưa nói hết được, nhưng mà để nói được thêm nốt cái dạng bài tập này nhá, để chúng ta nghỉ. Còn gì hôm sau thì nói tiếp. Đấy, vì những cái hàm đẳng thức này rất quan trọng nha. Phải nhấn mạnh là rất quan trọng. Bởi vì các bạn đến lớp 12 hay cả đại học các bạn vẫn còn dùng nó cơ mà. Các bạn phải ghi nhớ ấy. Đấy. Tại sao không phải tự dưng mà người ta in vào vở cái quyển vở ở trường của mình đâu. Bởi vì cái vai trò nó cực kỳ quan trọng luôn, từ lớp 8 trở đi. Trong đại số lúc nào các em hầu như lúc nào cũng phải dùng hàm đẳng thức để biến đổi nhá, nên là phải thuộc. Rồi, ở đây này, ở đây mình sẽ lấy ví dụ hàm đẳng thức vào đây này. Ở đây là tổng hai bình phương này các bạn này, hàm đẳng thức số 1 ở cái này này, đây hàm đẳng thức số 2 chưa thấy nhỉ. Thì thầy, công việc của thầy là thầy phải gì? Phải nhân nó ra, thầy phải khai triển nó ra nhá. Thì thằng đầu tiên thầy khai triển này thì a bình là x bình này cộng 2 là tích là 2 nhân a nhân b, được chưa, cộng b bình. Đây thằng thứ nhất thầy khai triển này như này. Đồng ý chưa? Thằng nhất nó đứng trước nên là thôi thầy không phải đo ngoặc nữa. Nhưng mà thằng thứ hai có dấu trừ này, nhìn này. Để ý có dấu trừ ở đây nên là mình phải đặt dấu trừ ở đây đã nhá. Xong thầy mở ngoặc ra. Thầy mở ngoặc ra. Đấy, thầy phân tích ở bên trong. X bình này trừ 2 nhân x nhân 3y và cộng với 3y tất cả bình. Bạn thấy đúng hẳn là thức chưa? Hưng công nhận đâu nào? Đây là hàm đẳng thức số 1 này.
trong ngoài hàm thức số 2 này. Bây giờ mình làm gọn nó lại nhá. X bình này, 2 nhân x nhân 3y, 2 nhân x nhân 3y có phải là cộng 6xy không? Đây là 3y tất cả bình thì là 9y bình. Đấy, làm gọn lại bắt đầu nó giống cái bài quen thuộc ở đó. Trong ngoặc này thì cũng làm gọn lại. X bình này, 2 nhân x nhân 3y là trừ 6xy này. Đấy, đây cũng là 9y bình này. Sau đó thầy mới phá ngoặc ra. Nhớ, đề nghị là các bạn rút cho nó gọn gọn và đã rồi phá ngoặc ra sau. Vậy là x bình cộng 6xy cộng 9y bình này. Trước ngoặc là dấu trừ, trước ngoặc là dấu trừ, ta sẽ đổi dấu tất cả các bọn bên trong này thì thành là trừ xy, à trừ x bình này, cộng 6xy trừ 9y bình. Thì thầy thấy có mấy thằng nó đối nhau này, x bình với x bình có hết không? 9y bình với trừ 9y bình có hết không? Hết đúng không nào? Vậy là 6xy cộng 6xy là bằng 12xy. Hợp lý chưa? Ok không nào? Đấy nhá, x bình với trừ y bình thì hết, 9y bình trừ 9y bình cũng hết. Vậy chỉ còn là 6xy cộng 6xy nữa là 12xy. Làm câu kết luận nữa, vậy m bằng 12xy. Đó, đấy là câu A. Viết vào đi. Ai xong câu A rồi giơ tay lên cho thầy. Đấy, ai đã trình bày xong xuôi câu A vở giơ tay lên. Có ai hỏi gì không nào? Bạn nào có ý kiến hay thắc mắc cái gì ở câu A này thì bật mic lên hỏi thầy. Nào, còn hai Phương với hai Hưng xong chưa nào? Tranh thủ. Thầy sang câu B nhá. Chuyển B. Câu B đề bài của thầy như sau. Câu B. Biểu thức N của thầy bằng x trừ y tất cả bình trừ đi 4 nhân x trừ y nhân x cộng 2y rồi cộng với 4 nhân với x cộng 2y tất cả bình. Rồi. Đây, câu B của thầy đây. Theo bạn chúng ta dùng hàm thức nào vào đây? Đấy, ai ý kiến gì giơ tay. Cứ mạnh dạn phát biểu, chúng ta cùng xây dựng cái bài học của mình. Chúng ta càng tham gia nhiều thì chúng ta càng tiến bộ thôi. Lê Đức nào? Với thầy là dùng cả ba hàm. À, được, cả ba cái. Ví dụ cái này là hàm thức gì? Thứ hai. Thế cái này hàm thức nào? Số thứ nhất. Ừ, thế cái này? Hai, cả hai cái là cái thứ ba. Đâu, cái này không phải cái thứ ba đâu. Đức nhìn lại kỹ, không phải cái thứ ba. Cái này nó có x trừ y, nhưng mà x cộng 2y cơ. Nếu mà cái này mà nhân là nhân đa thức với đa thức đấy, chứ không phải là hàm thức đâu. Tuy nhiên là thầy có cách khác. Có ai có ý kiến khác ngoài ý kiến của Đức không? Ngoài cái việc nhân ra. Đấy, Phạm Thảo, em có ý kiến gì khác ở đây không? Em thứ hai là dùng cái n này cho thứ số 3. Số 3? À, nó số 2. Số 2 tức là hiệu bình phương của một hiệu. Vâng. Rồi, thế ở đây A của em dùng cho cái nào? A là cái nào? A là x trừ y. A là x trừ y, em thấy là cái này cả cái này là A bình phải không? Vâng.
Cả cái này có phải là b bình không? Và cả cái này chính là gì? Trừ 2ab đây này. Đấy, bạn không tin thì bạn nhìn thấy phân tích này. X trừ y tất cả bình này. A bình nhá, thì không bàn này này. Cái 4 nhân x cộng 2y này tất cả bình này thì viết thành là 2 nhân x cộng 2y tất cả bình phương. Được không? Thằng ở sau thì viết thành này nhá. Bây giờ là ông ở giữa này. Đấy, như vậy là mình hình dung là a của mình là x trừ y, b của mình là 2 lần x cộng 2y. Vậy là 2 nhân a rồi nhân với b. À, thế vậy đây trừ 2 nhân 2 phải là trừ 4 chưa? Khớp luôn. Nó khớp luôn với cái đề bài luôn. Vậy ta dùng một hằng thức duy nhất thôi. Và này sẽ thành là gì? Nó phải là a bình trừ 2ab cộng b bình không? Vậy thành là a này trừ đi b. Trừ đi b là cái cụm là 2 nhân x cộng 2y trong tất cả bình phương. Đây a bình trừ đi b. A trừ đi b tất cả bình như này. A trừ đi b tất cả bình. Được chưa? Đấy, thì a của mình ở đây là x trừ y. Vai trò ở đây là a của ta là chính là x trừ y. B của các bạn chính là 2 nhân x cộng 2y. Được chưa? Bây giờ thầy phá cái bên trong này ra nhá. Nhân nó ra. X trừ y này. Chỗ này là lấy trừ 2 phân phối vào. Trừ 2 phân phối vào là trừ 2x trừ 4y tất cả bình. Nào, x mà trừ 2x có phải là trừ x không? Y trừ 4y là trừ 3y đúng không? Trừ 3y đúng không? À đâu, trừ y trừ 4y là trừ 5y, xin lỗi các bạn. Sorry. Trừ y trừ 4y là trừ 5y. Vậy là x trừ x này trừ 5y tất cả bình phương. Trừ đi x này trừ 5y tất cả bình. Đấy. Đây là kết quả của mình. Và chúng ta có thể nhân nó ra cũng được. Nhân nó ra này, trừ x mà bình lên. Trừ x bình lên là trừ x bình. Được chưa? Xong là gì đây? Cái này thực ra là theo bạn là hằng thức nào? Đấy. Hằng thức nào? Thực ra chỗ này có thể viết này cho gọn này. Bạn nhớ nhớ thầy nhá, a mà mũ 2 có phải là bằng trừ a cũng có mũ 2 không? Hai số đối bình phương lên có bằng bằng nhau. Nên là thầy viết cái này thành là đối của nó, cho nó ít dấu trừ đi. Thành là x cộng với 5y tất cả bình. Được không? Thầy lấy đối thằng này. Đối của trừ x trừ 5y chính là x cộng 5y. Hai ông đối nhau bình phương thì ra như nhau mà. Phải không? Đấy, ra như này x cộng 5y tất cả bình và bạn có thể nhân nó ra. Thế thì sau khi nhân ra là x bình cộng với 10xy cộng với 25y bình. Và thầy kết luận thôi, vậy n của thầy là bằng x bình cộng 10xy cộng với 25y bình. Đó là thầy xong cái câu n. Câu b là câu n. Hiểu ý chưa nhỉ? Đấy. Đấy là câu n. Ở đây mình vận dụng một phát một hàng thức thôi. Đấy mà đấy câu này thôi nhá. Câu không phải câu nào cũng vậy đâu. Phải để ý câu c. Nốt câu c là ghi vào về nhà. Thầy cho biểu thức P bằng P bằng x cộng 2 tất cả bình cộng với x trừ 2 tất cả bình trừ 2 nhân với x trừ 1 x cộng 1. Nào ở câu C. Ở câu C thì theo các bạn ở đây nhá, chúng ta này nhìn này, ở đây thì có thể là rõ ràng ở đây không dùng được như câu B được nữa. Đây này, cái đối tượng A bình và cái đối tượng ở trong đây là khác nhau này. A bình B bình với thằng AB ở đây là khác nhau này, không phải. Tức là mình sẽ không dùng được cái hằng thức gộp cho tất cả ba thằng này được. Không thể gộp ba thằng này với nhau được mà phải làm riêng từng thằng ra. Đúng không nhỉ? Thấy nhá, x cộng 2 với đây có x cộng 1 mà. Đây x trừ 2 x trừ 1 khác nhau ấy chứ. Thế vậy là công việc của ta là phải khai triển từng thằng ra. Thằng này này. Thằng này khai triển nhá, thành là x bình cộng gì nhỉ? Cộng 2 nhân x nhân 2 cộng đây 2 bình. Được chưa? Hằng thức số 1. Tiếp theo hằng thức thằng thứ hai này. X bình trừ đi 2 nhân x nhân 2 cộng 2 bình.
Đấy, hạng thức số 2. Và thằng thứ ba thì hạng thức số 3 cho hai thằng hai cái nhân tử này này. Hai cái thừa số là x trừ 1 nhân x cộng 1. Thì có phải 2 nhân với gì? X bình trừ đi 1 bình không? Hạng thức. Trong câu P, cái biểu thức P này thì dùng đến 3 hạng thức. Số 1 này, số 2 và số 3 luôn. Ba cái luôn. Đấy, thì cái đầu tiên này thì rút gọn đi đã nhá. X bình này có phải là cộng 4x cộng 4 các bạn. Thì bỏ ngoặc luôn. Tính toán cho nó tiện. Thằng thứ hai này thành x bình trừ 4x cộng 4 không? Rồi thằng này trừ 2 nhân này. Trong ngoặc sẽ lấy x bình trừ đi 1. Trong ngoặc là x bình trừ đi 1. Đấy vừa nghe vừa ghi vào. Thì tôi phát hiện ra à cái con 4x này con trừ 4x là hết. Ngoan không? Được rồi. Thì tôi gom luôn thằng này nhá, x bình này cộng 4 này, cộng 4 này, rồi cộng x bình này cộng 4 này. Thầy phân phối cái này thì phá ngoặc ở bên trong này ra. Thì trừ 2x bình cộng 2. Thì x bình với x bình và trừ 2x bình là hết. Là hết. Đúng không? 1 cộng 1 mà trừ 2 là hết sạch rồi. Chuẩn không? Đỡ phải viết. Đỡ phải viết. Đúng chưa nào? 4 cộng 4 cộng 2 là ra là 10. Ui bài này lại rút gọn ra một số. Bài này thậm chí có thể là gì chứng minh giá trị biểu thức P là không phụ thuộc vào biến. Nhớ bài hôm trước mình làm không? Đấy, bài P này có thể chứng minh là giá trị biểu thức P không phụ thuộc vào biến vì kết quả rút gọn ra là một số. Cứ khi nào kết quả rút gọn ra một số thì là giá trị nó sẽ không phụ thuộc vào cái biến ở đây. Hiểu ý không? Ờ sau khi 2 sau khi x bình cộng với x bình nữa hết được ạ? Cái gì? Ba cái nó mới hết. Ba cái này mới hết. Hai x bình có hết đâu. X bình cộng x bình trừ 2 x bình mới hết. 1 cộng 1 trừ 2. Ok chưa? Đấy nhá, phải lưu ý, phải để ý. Ba cái này mới hết với nhau chứ có thể có bảo là hai cái hết đâu. Ba cái gộp lại là hết. Chỗ này là thầy làm tắt, hiểu chưa? Còn đi thi mình có thể là bạn làm đủ à, bạn này cứ nhóm ba cái này với nhau. Đúng không? Cái nào vậy bạn này 10. Vậy P bằng 10. Xong. Xong phim. Những ai xong rồi ấn giơ tay. Nào. Ai xong rồi ấn giơ tay. Nào. Xong rồi ấn giơ tay để chúng ta ghi bài về nhà. Thảo này còn hai Phương này, Đăng này, chưa thấy gì, nhà anh, bài về nhà nhá. Đây thì thầy chỗ này chắc không đủ ghi rồi, ghi tờ khác. Nào lấy mình ghi tiếp xuống dưới bài về nhà, bài hôm nay. Có số bạn đang nợ bài về nhà thầy đấy nhá. Hôm nay là thầy duyệt cho các bạn vào lớp muộn nhưng hôm sau là nhất định không được vào. Nhớ đấy. Đi học không làm bài đừng đi học. Lần sau Duy vào muộn nữa thì cũng đừng vào học luôn. Bài về nhà hôm nay là ngày 30 tháng 5. Đấy, quay đi quay lại chúng ta đã nghỉ hè được một tháng rồi đấy. Ghê không? Bài 1. Viết các biểu thức dưới dạng chép cho nó chuẩn rồi nhá. Thầy viết tắt là bình phương của một tổng hoặc một hiệu. A này, x bình cộng 8x cộng 16. B, 9x bình trừ 24x cộng 16.
C. X bình trừ 3x cộng với 9 phần 4. D. 4x bình y mũ 4 trừ đi 4x y mũ 3 cộng y bình. E. X trừ 2y tất cả bình trừ đi 4 nhân với x trừ 2y cộng 4. Và F. X cộng 3y tất cả bình trừ đi 12xy. Thì về nhà cứ câu nào khó thì tìm cách suy nghĩ mà làm nhá. Bài 2. Tính nhẩm. Đừng có dùng máy nhá. Rồi. Bài này thì ra bằng này câu thôi. Nhẹ nhàng. Nhớ là lịch học thứ ba nhá. Thứ ba học lúc 5 giờ chiều. Nhớ đấy. Nhớ nha, thứ ba nhá. Thứ ba học lúc 17 giờ. Học đại tiếp. Bài hôm nào thì cũng ngồi hôm đấy ngay nhá.